Này Lưu Bá Cạn giới thiệu cho anh em những cặp tép có hai chế độ chỉnh tép và siêu tép. Đây, cặp này là 1.500.000 này. Anh em nhìn thấy không? Đây, gạt lên là siêu tép, gạt xuống là tép. Một cặp như này thì chúng tôi sẽ trang bị cho anh em một cái có hệ thống chỉnh và một cái không. Đây mới gọi là cái bản đủ trong hệ tép. Đấy, đây. 1.500.000 một cặp. Giá này là bao ship rồi. Côn 4,5. Đôi này là nặng 7 kg một đôi. Cũng 450. Tất cả những cặp tép xưởng chúng tôi, xưởng loa tép chống cháy 100%. Địa chỉ Nà Phạc, Ngân Sơn, Bắc Cạn. Từ bây giờ chúng tôi sẽ ship cho anh em những cặp tép đều có công tắc chỉnh. Đây là cái bản đủ nhất trong hệ tép, đây là bản cập nhật mới nhất mà Việt Nam chưa có và trên thế giới cũng chưa có. Đây, hàng về anh em đúng như quảng cáo thì mua, không đúng như quảng cáo thì hồi về. Đây là cặp 1.200.000, cái này là 450 nhá. Cái đường kính củ này là 12 phân và bên này là cặp 1.500.000. Đấy, hai loại này anh em lấy loại nào cũng được. Đây, những loa tép có hệ thống chỉnh mới gọi là chuẩn trong hệ tép, đầy đủ nhất. Anh em thích tép cũng có mà siêu tép cũng có. 1.200.000 này, 1.500.000. Cái này đều côn 4,5. Đấy, đều có cầu chì và bóng đèn cảnh báo méo tín hiệu và cầu chì bảo vệ âm ly, bảo vệ cục đẩy. Đây. Đấy, cực kỳ an toàn. Đây là cặp tép được sở hữu tép và siêu tép chạy song song nên chất âm sẽ hay hơn những cái loại tép thông thường gấp 4 lần. Không như quảng cáo thì không mua. Đấy. Đấy, đơn vị chúng tôi đặc biệt là vậy, về phải đúng như quảng cáo. Đây. Thì mua, không đúng như quảng cáo thì hồi về luôn. Gạt lên là siêu tép, gạt xuống là tép. Đây là cặp 1.200.000. Các mẫu khác có đủ. Và đây là cặp 800.000 cũng có công tắc chỉnh. Đây mới gọi là bản hot này. Đấy, chất âm lung linh hơn tép thông thường gấp 4 lần. Tập đường kính của cái cặp 800 này là 8 phân. Đấy, côn 2,5. Đây là 800.000 và đây là cặp 1.200.000. Đây, và mẫu bên này là mẫu 1.000.000, 1.000.000 bên này. Đó, có đủ nha. Ship hàng toàn quốc. Đấy, như gần Tết rồi nên là anh em chủ động đặt hàng, chúng tôi sẽ nghỉ rất là sớm. Nghe khoảng 22 tháng 12 âm lịch là chúng tôi có thể sẽ nghỉ ship. Đây là cặp 1.000.000. Cái này là 350. Côn 3,5, đường kính là 9 phân. 1.000.000 một cặp. Đây là cái bản chuẩn nhất trong hệ tép, chính là cặp tép có trang bị công tắc như này. Đây, một cái có một cái không. Đây, đây mới gọi là thiết kế chuẩn. Còn cặp 600 thì thêm hệ thống công tắc thì thành 700. 700.000. Đây. Một công tắc và một cái không. Đây là thiết kế cực kỳ là chuẩn. Nghe nhạc mát mẻ hơn trước rất nhiều. Và cặp 500.000, đây cũng có đủ. 500.000, 600.000. Nếu mà 500.000 thì thêm công tắc thì thành 600. 600.000 thêm công tắc thì thành 700. Đây, ship hàng toàn quốc và bảo hành 1 năm. Đây là những cặp tép mà chúng tôi giới thiệu cho anh em, đến toàn thể anh em trong cái video này. Và sang bên này là cặp 1.800.000. Đây là vỏ gỗ. Đây. 1.800.000. 1.800.000 thì nó có hai công tắc. Đây, cái này củ 450. Đây. Phễu 16 vuông. Siêu nét. Còn sang bên này là cặp 1.500.000. Cũng củ 450. Đây, đây là cặp 1.500.000. Vỏ gỗ. Đây. Ship hàng toàn quốc và bảo hành 1 năm. Ngày nào mình cũng chuyển hàng cho anh em như trên toàn quốc. Anh em liên hệ theo số điện thoại 0973 533 269. Đây là số điện thoại chính chủ của chúng tôi. Đôi 269 và đôi 329. Anh em chụp lại màn hình. YouTube điện tử Phương Điêu và Facebook Loa Tép Thông Minh. Ship hàng toàn quốc. Hàng này là bảo hành cho anh em 1 năm. Đây. 1.800.000 này. 1.500.000 này. Và mẫu khác đây cũng có đủ. Nói chung là có đủ, anh em cứ gọi là có hàng. Cứ gọi là ship hàng toàn quốc. Hàng bao ship rồi. Cảm ơn anh em đã vào xem video. Nếu mình nghỉ ship, chúng tôi nghỉ rất là sớm nên anh em chủ động đặt hàng nhá.
có đủ các loại loa tép chống cháy, rẻ nhất là 500.000 và đắt nhất là 1.8 triệu, 1 triệu, 1.2 triệu, 800 có đủ. Hẹn gặp lại toàn thể anh em trong những video lần sau.